Sáng nay, quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong năm nay, quận Bình Thạnh chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, quận Bình Thạnh sẽ tập trung thực hiện đề án phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025, tập trung triển khai thực hiện chương trình của thành phố, mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó quận Bình Thạnh xây dựng sản phẩm du lịch Bình Thạnh vùng đất Thanh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thạnh khi quận đã có nhiều phong trào có sức lan tỏa như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, được hưởng ứng sâu rộng mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất của quận tăng 19,2% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng chỉ ra những mặt tồn tại của quận Bình Thạnh cần phải khắc phục, đồng thời nêu nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực cụ thể quận cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm đẩy mạnh cái phong trào toàn dân chăm lo xây dựng thành phố sạch, xanh, văn minh, hiện đại, an toàn, bến khách, không xả rác bừa bãi ra đường phố, kênh rạch và chú trọng quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn của quận Bình Thạnh. Trong đó tôi cũng đề nghị các đồng chí chúng ta quan tâm khen thưởng và động viên những người lao động, những người không có chức vụ. Mà thực chất của phong trào thi đua yêu nước là chúng ta phải kịp thời phát hiện và chúng ta khen thưởng kịp thời thì nó mới tạo được cái sức lan tỏa và động viên lớn trong cái trách nhiệm của từng người dân, của từng cán bộ công chức viên chức chúng ta trong cái thực thi nhiệm vụ. Dịp này, quận Bình Thạnh có một cá nhân vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng 3, 2 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.